Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tiếng Việt ngày 10 tháng 1 của đài truyền hình PTS Đài Loan. Chiều hôm qua, Bộ Quốc phòng đã gửi tin nhắn cảnh báo phòng không cấp quốc gia cho biết Trung Quốc đã phóng vệ tinh bay ngang qua không phận Đài Loan, yêu cầu người dân chú ý an toàn. Nhưng do cách dùng từ trong tin nhắn cảnh báo không đồng nhất, tiếng Trung là vệ tinh nhưng tiếng Anh lại là tên lửa, gây hoang mang cho người dân. Bộ Quốc phòng đã lên tiếng xin lỗi về sai sót này. Tiếng chuông cảnh báo từ điện thoại vang lên liên hồi. Bộ Quốc phòng Đài Loan liên tục phát đi cảnh báo khi Trung Quốc phóng vệ tinh bay qua không phận Đài Loan vào lúc 3 giờ 4 phút chiều ngày hôm qua. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng đưa ra cảnh báo phòng không đối với Trung Quốc. Và khi đó, Tổng thống Thái Anh Văn đang có bài phát biểu ủng hộ vận động tranh cử tại Cao Hùng. Bà cũng đã kêu gọi người dân đừng quá lo lắng và nhấn mạnh đây không phải là tên lửa. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết Trung Quốc đã triển khai nhiệm vụ phóng vệ tinh bằng tên lửa Trường Chinh từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Sương. Đường bay của nó đi ngang qua khu vực không phận phía nam của Đài Loan mà không báo trước, độ cao nằm ngoài bầu khí quyển. Cùng lúc đó, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã đưa tin phóng vệ tinh thành công và cho công bố đoạn video phóng vệ tinh vào không trung. Bộ Quốc phòng cho biết đã sử dụng hệ thống giám sát tình báo liên hợp để nắm bắt thông tin về động thái và quỹ đạo đường bay của vệ tinh và đã kích hoạt chế độ cảnh báo vẫn phó phù hợp. Tuy nhiên, nội dung cảnh báo bằng tiếng Trung ghi là vệ tinh nhưng trong phiên bản tiếng Anh lại dùng từ không chính xác, khiến nhiều người hiểu lầm là tên lửa. Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng đã đứng ra xin lỗi. Vì疏忽没有同步更新原系统用字，精准的表达发射物是卫星而不是飞弹，国防部向社会大众致歉。Vụ kích hoạt cảnh báo lần này khiến nhiều người dân lo lắng, cộng thêm lại rơi vào thời điểm trước thềm bầu cử, cũng khiến một số người đặt câu hỏi về động cơ. Tuy nhiên, học giả cho rằng việc phát cảnh báo là cần thiết để nhắc nhở người dân cảnh giác. Các học giả cũng cho rằng cũng không loại trừ khả năng Trung Quốc lợi dụng việc phóng vệ tinh để quấy nhiễu Đài Loan. Trong khi đó, đối mặt với những vật thể lạ bay qua bầu trời, Nhật Bản cũng có cách làm tương tự nhằm giúp cho người dân nâng cao ý thức cảnh giác. Có người dân mua thịt sườn tại siêu thị Costco ở Nới Hủ, Đài Bắc về nấu canh, nhưng khi dọn ra ăn mới phát hiện có một mảnh dao dài khoảng 1 cm cắm vào trong miếng thịt, khiến cho bé gái bị thương ở lưỡi. Có thể nhìn thấy rõ một mảnh dao sắc nhọn dài khoảng 1 cm cắm trên miếng thịt sườn. Gần đây, một người dân đến siêu thị Costco ở khu Nây Hủ, Đài Bắc để mua thịt sườn cắt miếng về nhà nấu canh. Khi cô con gái trong nhà ăn vào thì phát hiện bên trong có cắm một mảnh dao nhọn, khiến người này vô cùng bức xúc đăng bài bóc phốt, cho biết thật không thể tưởng tượng nếu chẳng may con của họ ăn phải thì chuyện gì sẽ xảy ra, đồng thời tố rằng khâu kiểm soát chất lượng của Costco là có vấn đề. Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều cư dân mạng cho rằng mảnh dao rất nhỏ dễ nuốt vào bụng. Nếu nuốt phải, đứa bé có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn có người khuyên nên giữ lại bằng chứng để khám nghiệm thương tích và khởi kiện. Ngay sau đó, Costco đã đưa ra thông báo phản hồi. Phía nhà phân phối thịt sau khi cắt khối và đóng gói mới gửi đến siêu thị để bán. Ban đầu phán đoán dị vật trên miếng sườn có thể là mảnh vỡ từ lưỡi của máy cưa, nhưng từ bản báo cáo bảo trì sửa chữa thì không phát hiện thiết bị lưỡi cưa bị hỏng. Loại sản phẩm này do một nhà máy thực phẩm ở Bình Đông phụ trách khâu cắt thải và sau đó vận chuyển đến các chi nhánh siêu thị để bày bán. Cục y tế đã đến nhà máy trên để kiểm tra, không phát hiện dấu hiệu phần lưỡi của máy cưa bị hỏng hóc, chỉ có thể kêu gọi nhà cung cấp tăng cường công tác quản lý. Dịch COVID-19 đang quay trở lại. Tuần trước, Đài Loan có 515 ca nhiễm bệnh trong nước, lập kỷ lục cao nhất trong 5 tháng trở lại đây. Sở Kiểm soát Dịch bệnh dự đoán, một tuần lễ trước Tết, dịch COVID-19 và cúm mùa sẽ bước vào giai đoạn cao điểm. Lúc đó, mỗi ngày, số ca nhiễm COVID-19 có thể lên đến 15.000 người. Chương trình tiêm chủng vaccine Novavax phòng chống biến thể SBB.1.5 đã chính thức triển khai vào ngày 9 vừa qua, giúp cho công dân từ 12 tuổi trở lên có thêm sự lựa chọn. Sở Kiểm soát Dịch bệnh công bố, tuần trước có 515 ca nhiễm bản địa, lập kỷ lục cao nhất trong gần 5 tháng trở lại, và cũng ghi nhận thêm 48 ca tử vong, cao nhất trong 4 tháng này. Không chỉ có COVID-19, số ca nhiễm cúm mùa cũng đang tăng đột biến. Những đợt rét liên tiếp có thể sẽ khiến dịch COVID và cúm mùa leo thang trong 3 tuần tới. Dự báo dịch sẽ đạt đỉnh vào tuần lễ trước Tết, cũng tức là từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2. Mỗi năm, số lượt người sử dụng xe đạp Dubai tại thành phố Đài Trung tăng khoảng 30%.
chính quyền thành phố đang cân nhắc việc sửa đổi chính sách ưu đãi thuê xe đạp Dubai. Từ chế độ ưu đãi cho tất cả người dân như hiện nay sẽ đổi thành chỉ có thị dân thành phố và những người sử dụng vé hàng tháng mới được hưởng ưu đãi. Dịch vụ thuê xe đạp Dubai bằng thẻ EasyCard vô cùng thuận tiện, nhưng tại trạm Dubai có tỷ lệ thuê và quay vòng xe cao nhất ở thành phố Đài Trung. Vào khoảng 10 giờ sáng các ngày thường thì cả 99 trụ xe đều trống trơn. Hiện tại Dubai Đài Trung đang áp dụng chương trình ưu đãi miễn phí 30 phút đầu tiên, nhưng Cục Giao thông đang cân nhắc việc giới hạn đối tượng hưởng ưu đãi, theo đó chỉ áp dụng cho người mua vé tháng và cư dân thành phố. Theo thống kê của chính quyền thành phố, kể từ khi bắt đầu đưa vào hoạt động từ năm 2014, số lượt sử dụng Dubai Đại Trung đã tăng đáng kể lên đến 16,12 triệu lượt người vào năm 2023 và tính đến cuối năm ngoái đã có tổng cộng 1.332 trạm. Chi phí phải trợ cấp hàng năm cho chương trình ưu đãi 30 phút miễn phí là khoảng từ 100 đến 200 triệu đại tệ. Hiện tại do số lượt sử dụng dịch vụ tăng khoảng 30% mỗi năm, nên Cục Giao thông đang xem xét việc chuyển đổi sang phương án ưu đãi chỉ dành cho cư dân thành phố, tương tự như chính sách xe buýt miễn phí. 交通局目前也已着手进行发票评估，市民限定或纳入通勤月票，皆为目前的评估项目。 Hiện tại trong số 6 thành phố lớn thì chỉ có thành phố Đầu Viên và Đại Trung áp dụng chương trình miễn phí 30 phút đầu tiên đối với Dubai. Cục Giao thông thành phố Đại Trung hiện đang phối hợp với nhà khai thác để nghiên cứu phương án mới và vẫn chưa có lịch trình triển khai cụ thể. Quy định mới sẽ được thực thi sau khi các thủ tục liên quan đã hoàn tất. Hôm qua, một nhóm người bịt mặt, tay cầm súng xâm vào trường quay của một đài truyền hình ở Ecuador, buộc các nhân viên phải nằm rạp xuống đất trong khi đang có cảnh quay trực tiếp. Sau đó màn hình bị gián đoạn. Cảnh sát địa phương cho biết không có ai bị thiệt mạng trong vụ tấn công này. Có 13 nghi phạm bị bắt. Tuy nhiên, quá trình phạm tội đã được phát sóng trực tiếp, khiến người dân vô cùng lo sợ. Kênh truyền hình đang phát sóng trực tiếp. Thế nhưng màn hình đột nhiên xuất hiện một nhóm người tay cầm súng, gậy gộc và thuốc nổ xông vào trường quay, đe dọa rằng họ có bom, đồng thời ra lệnh cho các nhân viên nằm rạp xuống đất. Sau đó tiếng súng nổ và tiếng la hét vang lên. Còn có cả tiếng của một phụ nữ cầu xin đừng nổ súng. Không bao lâu sau đó, toàn bộ đèn trong trường quay đều bị tắt. Cảnh sát đã đến hiện trường bắt giữ toàn bộ các nghi phạm. Do vào ngày 7, thủ lĩnh của một băng nhóm xã hội đen bị mất tích trong tù, liệu có liên quan đến vụ tấn công tại đài truyền hình này hay không, vẫn đang chờ làm rõ. Tuy nhiên, chính phủ Ecuador lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc kéo dài 60 ngày. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tiếng Việt trong ngày hôm nay.